Tôn Nam xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là rất nhiều các mẫu xe của các hãng khác nhau các bạn nha. Và ngày hôm nay thông qua video này mình quay cận cảnh trực tiếp tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để có thể cập nhật nhanh mức giá bán mới nhất trong thời điểm cuối tháng 3 để các bạn cùng tham khảo. Từ những mẫu xe của hãng Honda, Yamaha đến những dòng xe máy điện, xe đạp điện các bạn nha. Đầu tiên là mẫu xe Honda Grandpa các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Hiện tại những phiên bản màu trắng, màu xanh dương đậm, màu đỏ thì giá bán hiện tại là 19.500.000 các bạn nha. Trong khi đó phiên bản là màu đen mờ giá sẽ nhỉnh hơn là 21.200.000 đồng. Các cái màu sắc cũ của năm 2022 giá dao động khoảng tầm từ 21.500.000 đến 22.000.000 các bạn nha. Còn sơn độ ấy, sơn độ mà vành nan là 22.600.000. Sơn độ vành đúc là 23.800.000, rất cụ thể để các bạn có thể tham khảo như vậy. Tiếp đến là những mẫu xe như Honda Blade này. Honda Blade hiện tại có 3 phiên bản, phanh cơ là 18.600.000 rẻ nhất luôn. Phanh đĩa vành nan hoa giá 19.600.000 và phanh đĩa vành đúc giá hiện tại cao nhất là 21.300.000 đồng. Rất cụ thể các bạn nha. Còn đối với dòng xe Honda Wave FE thì mình sẽ quay cận cảnh để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Hiện tại thì những phiên bản mà phanh cơ vành nan giá hiện tại đã giảm chỉ còn 23.000.000. Phanh đĩa vành nan 24.200.000, còn phanh đĩa vành đúc như các bạn đang theo dõi trên màn hình giá 26.400.000 đồng. Cơ bản dòng xe Honda Wave FE đã giảm giá rồi, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Honda Wave đây, tí mình sẽ quay thêm nữa. Hiện tại phiên bản này đang có giá bán là 36.500.000. Các cái mẫu xe Exciter hiện tại dao động trong khoảng tầm từ 46.000.000 cho tới cao nhất là 50.000.000 các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại, toàn bộ giá bán mình gửi đến các bạn thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Honda Blade này, Honda E-Blade các bạn đang theo dõi, 41.500.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn với hai màu sắc đỏ đô, xanh dương đậm. Còn đen nhám các bạn đang theo dõi giá sẽ nhỉnh hơn vào khoảng tầm 43.500.000 các bạn nha. Hiện tại đại lý có cả Exciter với hai phiên bản 150 và 155 luôn để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại với rất nhiều các màu sắc khác nhau. E-Blade giá bán cũng rất là phải chăng trong lúc này. Phiên bản 160 đang ngừng sản xuất lên 125 đang rất hot hàng trong thời điểm hiện tại, các bạn có thể lưu ý cho mình luôn. Còn đối với mẫu xe Honda Vision, hiện tại Honda Vision có 4 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn giá 32.500.000 đồng các bạn nha. 32.500.000 đồng. Phiên bản cao cấp 33.900.000 đồng. Phiên bản đặc biệt cũng giá bán tương tự nhỉnh hơn 1.000.000, 34.900.000. Còn phiên bản thể thao là phiên bản cá tính ấy, trước đây là phiên bản thể thao bây giờ, giá 38.500.000 các bạn nha, cũng rất rẻ luôn. Đây các bạn có thể theo dõi các cái màu sắc khác nhau. Honda Lead đây các bạn có thể theo dõi. Lead thì có 3 phiên bản. Lead tiêu chuẩn giá 37.800.000, cực kỳ rẻ. Phiên bản cao cấp với những cái chóa đèn 2 tầng như phiên bản màu xanh tím này hay những cái phiên bản màu đỏ phía bên đây, giá bán sẽ là 40.200.000. Còn phiên bản màu đen nhám, đây các bạn có thể theo dõi đen nhám này, giá sẽ là 42.200.000 đồng các bạn nha. Một loạt những phiên bản cao cấp các bạn có thể theo dõi. Nó sẽ phân biệt ở cái chóa đèn giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Chóa đèn phiên bản tiêu chuẩn chỉ là cái bóng halogen thôi và là không có những cái tầng riêng biệt. Honda Vario hiện tại mức giá bán cụ thể như sau. Vario phiên bản tiêu chuẩn giá 48.000.000 như chiếc xe màu đen các bạn đang theo dõi. Phiên bản cao cấp nhỉnh hơn 500.000 đồng, 48.500.000. Phiên bản đặc biệt như phiên bản màu xanh các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, xanh xi măng các bạn nha, giá 52.000.000. Và cao nhất là phiên bản thể thao màu xám đen giá 53.000.000 trong lúc này. Ngoài ra đại lý các cái mẫu xe Honda SH cũng vẫn đang còn hàng, các bạn có thể lưu ý cho mình luôn. Phải đặt hàng trước các bạn nha, với những mẫu xe Honda SH. Tí mình sẽ báo giá cụ thể hơn với hai mẫu xe SH1 và SH5, các bạn có thể lưu ý. Exciter phiên bản màu xanh GP đây, giá 49.500.000 các bạn nha. Toàn bộ giá bán mình báo đến các bạn ấy là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Exciter 150 cũng có hàng luôn để các bạn có thể tham khảo. Exciter 150 thì hiện tại giá bán dao động khoảng tầm từ 43 cho tới 45.800.000 đồng. 43 đến 45.800.000 đồng, tức là chỉ ngang bằng giá bán đề xuất của hãng mà thôi. Còn rất nhiều những mẫu xe máy điện này, xe đạp điện các bạn có thể lưu ý luôn. Giá bán của những dòng xe máy điện dao động trong khoảng tầm từ 13.000.000 đến 16.000.000 các bạn nha. Với các mẫu xe khác nhau, kể cả những dòng xe Way 50cc
rồi phiên bản Porsche City này, hay mẫu xe Exciter 50cc rất nhiều luôn, để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt là những bạn học sinh, sinh viên từ 16 tuổi trở lên ấy, chưa có bằng lái xe, các bạn có thể lựa chọn những mẫu xe ở đây các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại thì dòng xe Honda Winner X là một mẫu xe có rất nhiều những phiên bản hiện nay đầy đủ luôn để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Winner X hiện tại ấy, phiên bản là tiêu chuẩn thanh thường như màu trắng các bạn đang theo dõi, giá bán hiện tại là 34.200.000 đồng, đang được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0% các bạn nha. HRC cũ 37.500.000 đồng, 37.500. Các phiên bản cao cấp như là đỏ nhám này, đen nhám, bạc nhám, giá là 36.500. Phiên bản đường đua HRC mới đây các bạn có thể theo dõi, giá 38.000.000 trong lúc này các bạn nha. Còn những phiên bản sơn độ ấy thì tùy theo lựa chọn cũng như đặt hàng của bạn. Sơn độ mà phanh thường giá 38.500, sơn độ phanh ABS giá 40.500 các bạn nha. Rất là cụ thể. Một số những mẫu xe Exciter nữa để các bạn có thể theo dõi thông qua video này. Giá bán vào khoảng tầm từ 46 đến 50 triệu cho những cái màu sắc khác nhau. Toàn bộ giá bán mình báo đến các bạn đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nhé. Lưu ý cụ thể gửi đến các bạn như vậy. Hiện tại mẫu xe Honda S21 các bạn đặt hàng trước các bạn nhé. Phiên bản thời trang phanh CPS giá 58 triệu thôi. Thời trang phanh APS giá 67 triệu 500 và phiên bản đặc biệt phanh APS giá 69 triệu 500. Ngoài ra thì phiên bản SH thì SH125i phanh CPS giá 77 triệu 800 rất rẻ. SH125i phanh APS giá 88 triệu 800, rất rẻ luôn. Phiên bản xám đen mới về thể thao ấy, giá hiện tại nhỉnh hơn là 93 triệu. Còn lại SH160 phiên bản phanh CPS giá 112 triệu. Phiên bản phanh APS là 114 triệu và cao nhất là những cái phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bó cứng APS và những phiên bản đặc biệt và thể thao. Giá bán hiện tại là 19 triệu các bạn nha, trong thời điểm hiện tại rất cụ thể luôn để các bạn có thể theo dõi, lưu tâm lưu ý trong lúc này với các mẫu xe Honda, Yamaha và những dòng xe máy điện, xe đạp điện ở đây để các bạn cùng tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Với những bạn nào quan tâm ấy, đến trực tiếp đại lý để xem xe các bạn nha, hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của đại lý với số điện thoại 0969188283 xanh thứ của Sơn Lai Châu tư vấn cụ thể gửi các bạn về các mẫu xe ở đây với đầy đủ mà ngày hôm nay top 5 muốn quay cận cảnh báo giá trong thời điểm cuối tháng 3 để các bạn cùng tham khảo các bạn nha. Chuẩn bị bước sang tháng 4 rồi. Cảm ơn rất là của mình. Hãy các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.